Chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc xe đạp đua hiệu Giant phiên bản quốc tế, thuộc dạng đời đầu đấy, rất là đẹp các bạn, màu xanh trắng rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết cái chiếc xe này cho các bác xem nhé. Các bạn như các bác đang nhìn thấy trong khung hình, đây là chiếc xe đạp đua Giant OCR 3500 thuộc phiên bản quốc tế đời đầu của dòng Giant. Đấy, về phần xe thì còn khá là đẹp. Bây giờ em sẽ quay vào chi tiết cho các bác xem. Đây, thường thì những cái xe mà nó có cái tên miền này thì là phiên bản của Giant toàn quốc, toàn thế giới. Đấy, nhưng mà nó lại là thuộc những cái dòng đời đầu thôi. Còn sau này nó sẽ không phân biệt cái bản ở nước nào hay là toàn thế giới cả. Đấy, nhưng mà đây là một trong những cái xe đời đầu phiên bản toàn thế giới mà giá lại rất hợp lý. Tí nữa em sẽ nói giá ở phần cuối. Đây, như các bác nhìn cái group là các bác thấy rồi, group Sora, nhưng mà con Sora này là Sora đời đầu nhá các bác nhá. Còn những cái sau này, những cái group Sora khác đời mới hơn thì nhìn nó sẽ khác hơn. Ví dụ như là ở những cái kênh của em quay rất là nhiều cái group Sora đời đầu. Clip thì có 2 4 6 8 clip, 2 đĩa. Đây, đùi đĩa cũng là đời đầu luôn, gạt đĩa Sora đời đầu, tay lắp này. Tay lắp cũng là Sora đời đầu các bác nhá. Đấy. Nguyên bộ hết, nguyên bản 100%. Vành thì cũng là vành gian thôi, nguyên bản hết, Meyer ra. Còn trong tình trạng hoạt động rất là tốt. Tình trạng hoạt động tất cả chiếc xe đó tình trạng hoạt động tốt. Chuyển số chuyển má mượt mà, tí em sẽ test cho các bác. Là phần sơn này, sơn là nước sơn nguyên bản. Qua quá trình sử dụng đây là bụi nhé. Bụi chứ không phải xước các bác. Chưa lau được. Xì. Nó lau đi có phải đẹp không? Lau xong là đấy. Nhôm là nhôm 6061 thì các bác biết rồi. Nhôm 6061 là nhôm ít tạp chất. Số nó càng cao thì thường là đầu 6 là cao rồi. Số càng cao thì nhôm càng ít tạp chất thì nhôm càng nhẹ. Về thằng gian này thì không phải bàn về chất lượng khung của nó rồi. Khung gian là gọi là đẳng cấp, có tiếng, là bởi vì nó không phải tự nhiên, nó là một cái thương hiệu sản xuất xe đạp lớn nhất thế giới. Nó ăn nhất là cái công nghệ chế tạo về khung. Ai mà đi xe gian là cực kỳ yên tâm về khung rồi. Yên này, tất cả nguyên bản hết và yên còn rất là đẹp các bạn. Yên cọc yên nguyên bản hết. OCR 3500, cái thời điểm mà chiếc xe này ra mắt thì nó cũng là thuộc là dòng cao cấp của hiệu gian rồi. Đấy, thương hiệu này có từ năm 1972 chứ không phải chiếc xe này có từ năm 1972 các bác nhé. Chiếc xe này chỉ có vài năm trở lại đây thôi. Và càng cũng là càng nhôm. Đấy, được chế tạo là hình khí động học, hình dẹt. Rất là đẹp. Tất cả các chi tiết của chiếc xe này chứ các bác nhìn thấy cả má phanh các thứ là rất là xịn. Vành đằng trước cũng là vành gian nguyên bản hết. Tất cả các chi tiết của xe hoạt động ngon lành. Và bây giờ em sẽ test chi tiết chuyển số về phần chuyển động và đo size cho các bác, giống đứng giống ngang cho các bác coi nhé. Đấy, lau đi tí, hơi có một cái số cái chỗ vết xước này thôi, tí tẹo thôi. Ở đầu trước là mấy cái bùn đất, cái bụi người ta chủ cũ người ta, bên nước ngoài người ta đi người ta chưa rửa, em về sơ suất chưa lau, quay video luôn. Đấy, lau đi cái nhìn nó rất là đẹp, màu xanh trắng rất là nhã nhặn. Rồi bây giờ em sẽ test lên cái chuyển về phần chuyển số của chiếc xe này nha các bác nhá. Đây là lip này, em sẽ lên lip trước để cho các bác xem này. Đấy, lên bấm phát nào lên hết đấy, bấm này. Đấy, lên toàn bộ 8 lip rất êm ái luôn. Xuống này. Đấy. Lên. Rất êm ái. Và bây giờ em sẽ xuống đĩa nhé. Xuống đĩa này. Lên đĩa này. Đúng không? Rất là dễ dàng và dễ êm ái. Chiếc xe rất bon. Cả bánh trước bánh sau đều rất là bon. Rồi đến phần size. Giống đứng của chiếc xe là 50cm. Đấy, tròn 50 luôn. Từ tâm này cho đến khóa yên là 50. Giống ngang là 52. Giống ngang là khoảng 52cm. Đó. Con này thì size là 50 thì cũng
phải phù hợp với các bác tầm khoảng trên dưới 1m7, khoảng quanh quanh 1m7 đổ lên thì mới đi được. Các bạn tầm 1m6 mấy là không khó, rất khó đi con này. Vâng, và em đã test xong cái phần chuyển động của chiếc Giant OCR 3500 phiên bản quốc tế đời đầu này. Được trang bị bộ chuyển động Shimano Sora. Đấy, rồi 8 lít 2 đĩa size 50, giống ngang là 52. Phù hợp cho các bác cao tầm khoảng từ 1m68 đổ lên, 1m75. Vâng, và chiếc xe này đang được bán với giá bên em tại cửa hàng là 6 triệu, bao ship toàn quốc. Và các bác quan tâm đến chiếc xe này thì bao ship toàn quốc cho các bác chuyển hết tiền, và các bác đặt cọc thì em không bao ship được. Các bác quan tâm đến chiếc xe này thì nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943, và có thể lên, các bác có thể lên YouTube tìm số điện thoại này để xem những nhiều mẫu xe khác. Mọi người cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.